Để thí dụ nói ta kêu Ginh Tuấn Kiệt à. Đó là tiêu thì cái Việt Nam sai. Anh nói tiếng Anh là Ginh Tuấn Kiệt. Ginh là gì? Là nói lên là Ginh là em nói còn Ginh đó hả? Dạ đúng rồi. Em tin Ginh đi cho dễ. Tại vì chưa Kiệt nghe nó hơi nặng đúng xíu. Ginh Ginh Ginh. Cái tên nó lên tất cả đó anh. Còn Ginh. Đúng rồi. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Ginh cũng vậy. Dạ, nhưng mà không như lời đồn. Phải đẹp hơn lời đồn. Em dạ. Những chương trình dòng mai từ trước tới giờ em có xem qua chưa? Dạ, em có xem những đoạn cắt ngắn ngắn ở trên YouTube. Tại sao không xem dài? Dạ. Đúng, đúng, đúng. Tại sao không xem dài? Em coi thường chương trình này. Mời em về. Anh kỳ quá à. Thì khi em chưa có không có thời gian đi diễn nhiều, không có thời gian xem. Anh nghe em giải thích. Ủa, anh hỏi em à? Anh hỏi em à? Em coi thường anh à? Dạ. Mời em về. Ủa, nghe anh ơi, em đuổi về hết rồi ai hát bữa nay? Em với Trường Giang có thể đảm được chuyện đó. Em quen cái câu trả lời á, câu trả lời này thì gần như là ai tham gia chương trình lần đầu sẽ là trả lời. Vậy thì bây giờ em là người đã có kinh nghiệm tới lần thứ 3 rồi nè. Nói đi. Dạ nhưng mà em nghĩ là hai lần trước em đều về đội của anh Thành. Tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè, là em về đội của anh Thành. Mà hai lần đó em nói đều... cho thế giới biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Đúng. Là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận. Mình phải quyết tâm đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Tôi chọn AP. Đâu phải muốn đến với anh là đến. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh. À cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh. Em về đội anh về vậy cái gì? Thanh. Có thể nhường cho tôi được không? Anh Kim có kìa nè. Em đi về luôn con được không? Con chân chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này anh à, hả? Ginh, về nhà với chị. Đi em. Ôi về với chị chứ. Về với chị luôn. Ê đúng vậy nè. Về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường chứ phải là bắt cóc vậy gì nè. Về gì về với chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ đi về đội anh Giang. Đi lẹ. Quân, em về với Thành. Đi. Ý vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ yeah. Cảm thấy sợ hả? Đổi đội. Trời ơi, giỡn quá. Em sinh ra cùng người giải là chung hội. Cuối cùng là em có thích Ginh Tuấn Kiệt hay không? Ê, Ginh sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ Châu đổi đội là sao? Thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn là sao? Ý em muốn nói gì? Em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc còn. Em à, cái tên người ta là Quân AB. AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á là xin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là What? Đúng không? Rõ ràng chính xác đúng không? Không em, buông ca. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha, nếu mà đúng tiếng Việt phải gọi là Quân Apple. Nếu mà thì đúng là tiếng Việt Quân Apple. Không chính xác, nếu mà nói về văn nói là Quân AB phở. Mà bây giờ người ta Quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng đầu AB. Mà bây giờ Buka để không, đáng là phải đọc là Buka. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta rồi nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Cái thí dụ nó người ta kêu Ginh Tuấn Kiệt. Đó là tiêu thì cái Việt Nam sai. Anh nói tiếng Anh là Ginh Tuấn Kiệt. Ginh là gì? Là nói lên là Ginh em nói còn Ginh đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Em dịch ra chưa biết. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào. Wow, như vậy chúng ta đã biết được hai vị đội trưởng, đó chính là Diệu Nhi và Ginh Tuấn Kiệt. Rồi đất ơi, một cặp trai tài gái sắc hả? À, nữ doanh nhân nè. Đừng giới thiệu sản phẩm nha.
đây là cô giáo, còn đây người học trò đó. Dạ, trời ơi, em học trò của cổ. Bây giờ mình được trân trọng mình thời gian dành cho hai bạn, giới thiệu cho khán giả biết là dự án sắp tới rồi mình hiện tại đang kinh doanh cái gì, sản phẩm như thế nào. Hai ba không cắt đúng không? Không cắt à... bỏ luôn. Nào Nhi, dự án sắp tới thì Nhi cũng chưa có dự án gì, chừng nào có rồi sẽ chiếu vậy thôi. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Diệu Nhi ở trên các dự án tiếp theo. Trân trọng quá. Trời ơi, bởi nhiều khi em thương cô của em lắm. Rồi Kiệt. Kiệt, giới thiệu về mình đi Kiệt. Em tên Kiệt. Em bị vấn đề về phát âm hả Kiệt? Không, không, mọi người thông cảm, mọi người thông cảm. Không phải. Bây giờ vậy nè, em nói tên, em tên Jin đi cho dễ, tại vì chưa Kiệt nghe nó hơi nặng đúng xíu. Jin. 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 Cái tên nó lên tất cả đó anh. Còn Jin. Đúng rồi, sao chỉ đi 27. Ôi, ôi. Là chị chăm mừng. Anh à, sao mà như vậy là mà chị chăm mừng hơn mình vậy? Rồi, làm bây giờ em giới thiệu tiếp hả? Ừ, em giới thiệu tiếp đi Jin. Dạ, hết rồi. Ok, anh thông cảm, chị thông cảm, quý vị khán giả thông cảm, bởi vì đây là một triệu chứng của những người khi mà sau khi hát xong ca chung với em. Trời ơi Nhi ơi, cái bài hát của Nhi hát về cái gì mà sao nó có cái sức công phá kinh khủng khiếp vậy? Bài gì vậy? Không phải là do bài hát mà là do giọng hát đó chị. Dạ, em nghĩ Kiệt, em có đánh giá gì về giọng hát của chị không? Em thích bài Chị Đi Tìm Em của chị lắm. Vì mình quá đã cầu rồi, phải làm sao, phải làm sao, đồng đồ thấy vậy có được không, phải làm sao, phải làm sao. Ui ước, cà pha ui ước, thương ông bạn nha, tôi đây không giờ, bạn ơi, giờ tôi ăn liền. Cảm ơn em. Em hy vọng ngày hôm nay sẽ có cái bài đó, em thuộc cái bài đó. Bây giờ các bạn hãy về vị trí, bởi vì bây giờ là thời khắc rất là quan trọng cho các bạn để chọn thành viên. Và như vậy thì hai đội trưởng đã vào vị trí rồi. Và họ đã đứng trước vị trí là cái chuông của họ. Cái chuông này sẽ quyết định cho các bạn ai là người nhấn chuông trước sẽ là người được chọn quyền hát trước. Và bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu các bạn. Jin ơi, Jin, Jin. Tập trung là Jin. Em mới thấy cái chuông lần đầu hả em? Sao nhấn nhỏ quá mạng vậy? Từ từ em để có thích đi. Chơi chuông. Người ta thấy cái gì lạ là thích nhấn lắm. Cô ơi, dạ. Nói bé bớt tăng động lại. Cố gắng lên nha. Dạ, em trưởng thành rồi mà cô. Em trưởng thành rồi. Trần Thị Thủy Tiên là sinh viên sắp ra trường của trường đại học Hoa Sen và cũng là ca sĩ tự do. À. Bây giờ hãy cho bạn ấy thuyết phục trước đã. Tại vì em được học tại nhà thiếu nhi từ hồi bé rồi. Cho nên là cái vốn bài của em cũng hơi nhiều một chút xíu, thì anh chị có thể tự tin hơn nếu mà em về đội của anh. Đúng chị rồi, học từ nhà thiếu nhi từ bé thì chắc chắn sẽ biết rất là nhiều bài thiếu nhi. Em thử em hát cho chị nghe một bài thiếu nhi nào thử xem. Em hát được Ầu Ơ Với Dầu. Cái hát ru nhi. Hát ru. Thì chị mới nói nhà thiếu nhi mà chị. Tại vì Nhi là một nghệ sĩ tinh tế về âm nhạc lắm. Ừ thôi Jin hỏi Nhi hỏi đi em. Kiệt. Jin. Em đang bị dính thính anh, bạn nãy bạn hát bạn thả thính em. Tình yêu trong lành như thế gian. Tình yêu trong lành như thế gian. Ờ vậy về với ảnh đi em. Em có nhảy với anh một lần rồi đó. Em nhảy cha 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 với anh á. Ở đâu em? Ở trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật. Thân quá rồi. Trường em, chứ là trường em. Là lúc anh thi nhảy em dạ, giúp đúng anh đó hả? Dạ em có giúp anh. Bây giờ nhảy lại cho dạ, hai nhảy thôi. Quý vị, bây giờ sẽ là phần đất tái hiện lại mình. Cái thuở ban đầu giữa hai người gặp nhau qua phần nhảy cha cha cha. Xin mời âm nhạc. Hôm nay sàn đấu ca từ có một đôi trai gái đang nhảy cha 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 cha. Hôm nay sàn đấu ca từ có một đôi trai gái đang nhảy cha 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 cha. Ôi bỏ đi em quên rồi, em học với em cả thầy cả cô hết trơn rồi. Không sao đâu em, người ta nhảy với em một lần rồi em còn quên mặt người ta mà. Muốn chi mà em quên cái điệu có gì đâu. Anh xin lỗi em rất nhiều.